Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả góc nhìn Hoàng Duy Hùng Tối ngày 22 tháng 11 năm 2020 Sáng nay tôi có làm đề tài mà ông Ron Klein là tránh văn phòng của ông Joe Biden tuyên bố Thứ ba, ông Joe Biden sẽ tuyên bố chọn nội các gồm những ai trong bộ ngoại giao, trong bộ quốc phòng, trong bộ ngân khố và trong bộ tư pháp vân vân Rất tiếc là clip đã làm xong Đưa lên Upload lên Không biết làm sao nó bị hư luôn <laughs> Mười mấy tiếng tới giờ nó cũng không lên nổi Gần hai chục tiếng nên tôi phải xóa Tôi đi đít đó tôi làm lại Vậy thì Làm lại, mình làm lại cái chương trình này Cái đề tài này Trước khi mà quý vị đi sâu vô chương trình đó Thì tôi xin quý vị theo dõi với tôi 30 giây nhạc hiệu của tôi Một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về ông Ron Klein ông tuyên bố ông Joe Biden thứ ba này chọn nội các dầu rằng tổng thống trump vẫn đang chống trả vấn đề pháp lý tổng thống trump thì bên phía ủy ban của tổng thống ủy ban tranh cử đó thì đã tuyên bố là sẽ yêu cầu đã yêu cầu đếm phiếu lại ở tại georgia vì cách nhau quá nhỏ 12.680 mấy lá phiếu thôi thì họ sẽ đếm lại còn ở trên Michigan thưa quý vị tổng thống Trump gặp các vị uh, lập pháp thì họ của đảng cộng hòa thì họ đã từ chối sự từ chối đó của các vị lập pháp đảng cộng hòa ở trên Michigan như một cái cú tác tay nảy lửa vô ủy ban tranh cử của tổng thống Trump rất là đau thưa quý vị nhưng mà bây giờ mình phải xem nữa cứ xem thử tổng thống Trump phản ứng như thế nào tiếp rồi ở tại Pennsylvania thì một chánh án của liên bang đã thảy hồ sơ tố tụng của ủy ban tranh cử Tổng thống Trump nói rằng, nói nhưng mà không đủ chứng cứ Thì ông Rudy Giuliani là luật sư tư cho tổng thống và cũng là luật sư cho ủy ban tranh cử bây giờ Nói rằng là nhất định sẽ kháng án Tối lên tới là tòa thẩm phán, tòa phúc thẩm số 3 của liên bang và nếu cần thì kháng án lên tới tối cao pháp viện họ cứ nói nó biết như vậy thưa thưa quý vị thì có một vị cựu thống đốc của đảng cộng hòa ở tại new jersey đó đó là ông chris christie đó người cũng đã từng ra tranh cử tổng thống năm 2016 đó ông lên tiếng nói rằng là cho thôi đã đến lúc rồi tổng thống trump nên uh, xác nhận sự thật đối diện với sự thật đừng đừng làm gì thêm nữa, kéo gây không những thiệt hại cho nền dân chủ của nước Mỹ, mà cứ tiếp tục như vậy thì cũng rất khó khăn cho các đảng viên cộng hòa, họ sẽ thất thế. Đó là lời của thống đốc cựu thống đốc New Jersey là ông Chris Christie là đảng cộng hòa, thưa quý vị. thì giữa những cái sự lung xùm đó. Ông Ron Klein ông nói rằng là chứ ông Joe Biden sẽ chọn nội các vào ngày thứ ba Mà chọn nội các thì người đầu tiên quan trọng nhất là Bộ Ngoại giao Sau Bộ Ngoại giao rồi mới đến Bộ Quốc phòng Rồi mới đến các bộ khác như là Bộ Nhân sự, rồi Bộ Y tế, rồi Bộ uh, Bộ Ngân khố, rồi Bộ Tư pháp Thế bây giờ Bộ Ngoại giao đó thì dư luận ở trên Washington DC là có bốn người đứng hàng đầu đó đó là ông Tony Blinken Tony Blinken tên là đó là tên mình gọi thân thương là Tony cũng giống như là William thì mình gọi là Bill à, thì ông đó là ông Anthony Blinken nhưng được người ta gọi thân thương là ông Tony Blinken ông này á, là con của hai của người gì cho thái thưa quý vị Ông sinh năm 1962 thì phải, vâng. Và ông từng làm uh, ông từng làm uh, thứ trưởng Bộ Ngoại giao. À, thứ trưởng Bộ Ngoại giao và thứ trưởng Bộ Quốc phòng nữa. Tức là ông làm bộ một một lần là thứ trưởng hết cái nhiệm kỳ thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Xong rồi ông qua ông làm bên uh, thứ trưởng Bộ Ngoại giao tôi không nhớ là ông làm cái nào trước cái nào sau nhưng mà để tôi coi lại ông làm bằng cái nào trước thưa quý vị à, ờ, ông ông uh, Anthony Blinken xin quý vị cho tôi một giây thưa quý vị ông Anthony Blinken là ông sinh vào ngày 12 tháng 4 năm 1962 từ năm 2000 09 tới năm 2013 thì ông là phụ tá cho vấn đề cố vấn an ninh quốc gia cho ông phó tổng thống Joe Biden lúc đó. Rồi Từ năm 2013 đến năm 2015, ông là phụ tá cố vấn an ninh quốc gia. Từ năm 2015 đến năm 2017, ông được tổng thống Barack Obama đề cử làm thứ trưởng Bộ ngoại giao thì thượng viện lúc đó bỏ phiếu 55 trên 38 chấp thuận cho ông làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thưa quý vị và sau khi mà Tổng thống Trump lên thì ông uh, Tony Blinken, ông ra ngoài ông là bình luận gia cho đài CNN thưa quý vị, ông là bình luận chính trị cho đài CNN đó là ông Tony Blinken và ông được uh, cảm tình với Tổng thống đắc cử bây giờ đó là ông Joe Biden đó là vì lý do trước đó có cái sự thân thiết với nhau là lúc đó là ông đã từng là cố vấn ở thời kỳ năm 2009 đó thưa quý vị cố vấn an ninh cho phó tổng thống nên ông Joe Biden bây giờ đó là mong muốn chọn ông làm bộ trưởng bộ ngoại giao thì trước kia đó là các vị dân cử thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa cũng có một số đã bỏ phiếu cho ông rồi. Thì ông Joe Biden hy vọng rằng là kỳ này sẽ được chuẩn nhận một cách dễ dàng hơn. Và thưa quý vị, đó là dư luận ở trên Washington DC. Và cũng như các báo chí nghĩ rằng là ông sẽ được chọn. Đó là nhân vật số 1. Cứ thường là được như vậy thôi thưa quý vị. Nhân vật số 2 đó là bà Susan Rice. Ở nước Mỹ có hai người phụ nữ da màu mà nổi tiếng giỏi. Một người thì theo đảng Cộng Hòa, một người thì theo đảng Dân Chủ, một người thì lớn hơn 10 tuổi. Đó là bà Condoleezza Rice, bà sinh năm 1954. Bà Condoleezza Rice rất giỏi, đã được cử làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dưới thời của Tổng thống Bush từ năm 2005 tới năm 2009 thưa quý vị. Bà là đảng viên Cộng Hòa và nhiều người lúc đó nghĩ rằng là bà sẽ được đứng trong liên danh tranh cử của đảng Cộng Hòa. Nhiều người mong đó là bà này lắm. Không? Cứ nghĩ rằng là bà sẽ làm một số nhiệm vụ quan trọng trong cái thời kỳ của Tổng thống Trump nữa cơ nhưng không thấy đó là bà Condoleezza Rice còn bà Susan Rice thưa quý vị thì bà sinh năm 1964 bà nhỏ hơn bà Condoleezza Rice 10 tuổi nhưng mà đây cũng là một người rất là vừa cương vừa nhu vừa nhu vừa cương bà Con, bà Susan Rice thưa quý vị bà là đại sứ thứ 27 của Hoa Kỳ ở tại Liên Hợp Quốc từ năm 2009 đến năm 2013 và từ đó, đó, khi năm 2013 tới về tới năm 2017 tới hết nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama, bà là cố vấn an ninh quốc gia của nước Mỹ thưa quý vị. Bà là cố vấn an ninh của quốc gia của nước Mỹ. Bà được nhiều người chú ý bên đảng Dân Chủ. Khi mà ông Joe Biden được đề cử ra cho đảng Dân Chủ đó, thì người ta cũng hy vọng là bà sẽ đứng trong liên danh với ông Joe Biden nhưng ông Joe Biden thì ông có chọn cái sự chọn lựa giữa bà Kamala Harris là thượng nghị sĩ ở California và bà Susan Rice thì ông Joe Biden đã chọn bà Kamala Harris. Đó là người thứ hai nếu mà ông Tony đi Blinken không được thì cái dự trù sẽ là bà Susan Rice. Nhưng như tôi đã nói rằng là ông Tony Blinken ngoài cái vấn đề mà đã từng là cố vấn phụ tá cố vấn cho an ninh quốc gia và là thứ trưởng bộ ngoại giao đó thì ông cũng còn là một người bạn đồng minh thân thiết với ông Joe Biden vì khi làm việc ở tại là của của phó tổng thống đó cố vấn cho phó tổng thống từ năm 2009 thì cái sự thân thương đó tình thân đó nó sâu đậm nên ngoài cái việc kia ra đó thì còn có tình thân đó nữa cho nên đang dự trù dự trù là ông Anthony Blinken sẽ là cái người được được đề cử làm bộ trưởng bộ ngoại giao và sẽ được thượng viện bỏ phiếu cái người thứ ba đó là ông ông thượng nghị sĩ ở tại Delaware thưa quý vị là đảng viên đảng dân chủ là ông thượng nghị sĩ Chris Coons. Ông thượng nghị sĩ Chris Coons thì ông cũng sinh năm khoảng năm 1963. Ông này thì trong nhiều ủy ban của thượng viện, ông rất là bênh vực ông Joe Biden. Thì người ta nghĩ rằng ông cũng xứng đáng để được đề cử làm bộ trưởng bộ ngoại giao. Nhưng mà nếu mà đề cử ông thì coi như ông phải từ chức thượng nghị sĩ thì trong lúc mà để đợi chuẩn nhận một thượng nghị sĩ khác ấy, hay là đợi thống đốc Delaware chỉ định một thượng nghị sĩ khác thì cái số phiếu mà để bỏ cho bộ ngoại giao nó, nó, có thể nó bị mất đi một phiếu có thể thôi chứ không phải là nhất định là như vậy nhưng mà có thể thì người ta không muốn giai đoạn này là vì đảng dân chủ còn đang là mới 48 nếu mà được thêm hai ghế ở tại Georgia thành 50 á, thì mới là đa số tại vì phó tổng thống Kamala Harris vào sẽ bỏ phiếu. Nhưng bây giờ nó nếu mà một phiếu này nó quan trọng quá nên đảng dân chủ chắc không chịu đâu, không chịu ông ông Chris Coons vì cái vấn đề mà chính trị của đảng mà thôi. Đó là người thứ ba, Còn người thứ tư đó mà cũng được chú ý đó là ông uh, thượng nghị sĩ Chris Murphy. Uh, Ông này thưa quý vị là cũng còn trẻ lắm Ông mới sinh năm 1973 Ông uh, là đảng Dân Chủ uh, Về vấn đề mà gọi là ngoại giao đó, mà Xuất sắc đó, thì uh, Chưa thấy có một cái gì mà ông nổi tiếng hết Nên người thứ tư đó đó cũng chỉ là được chú ý thôi, chứ không phải là để mà ở trên cái danh sách hàng đầu người thứ năm nữa thì có thể đó là ông cựu cựu ngoại xin lỗi cựu đại sứ của Mỹ ở tại nước Nga đó là cựu đại sứ của Mỹ ở tại nước Nga thôi quý vị người thứ năm đó đó là ông cựu đại sứ của Mỹ tại Nga là ông William Burns ông William Burns thì năm nay cũng được sáu mươi mấy tuổi rồi thưa quý vị ông là sinh năm 1956 tức là 64 tuổi. Ông từng là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao năm 2011 đến năm 2014. Và đó là ông được nghỉ sớm năm 2014 không có ở trong cái ngành ngoại giao nữa sau 33 năm làm việc. Trước đó đó thì ông đã từng là đại sứ của Hoa Kỳ tại Jordan từ năm 1998 tới năm 2001. Ông từng là phụ tá cho bộ bộ nó gọi là bộ cận đông từ năm 01 2001, 2001 tới năm 2005. Và ông là đại sứ của Mỹ tại Nga từ năm 2005 đến năm 2008. Vâng thưa quý vị, ông William Burns đó, William Burns tụi quý vị ổng 64 tuổi về hồ sơ lý lịch của ổng thì ổng chỉ là một nhà một nhà ngoại giao chuyên nghiệp hơn là một nhà chính trị nên nhân vật thứ năm này thì người ta cũng có chú ý người ta có đề cập nhưng tôi nghĩ ổng không có vô đông sổ được vì ở cái sổ trên đó nó phải là không những là cái bộ ngoại giao đó, bộ trưởng bộ ngoại giao không phải là cái người chuyên nghiệp mà thôi Mà còn là vấn đề chính trị rất là nặng Cho nên ông coi là career diplomat ấy. Khó mà lọt vô được cái chức bộ trưởng bộ ngoại giao thôi quý vị Career diplomat là khó lắm Thấy không? Cũng giống như là ông um, Thượng nghị sĩ Chris Murphy là của Connecticut Và ông uh, thượng nghị sĩ Kuntz của Delaware thì hai người này là là là, là politician thì đúng rồi, tôi, tôi tôi đồng ý. Nhưng mà đó là giai đoạn này đề cử vào cái chức bộ trưởng bộ ngoại giao không lợi cho Đảng dân chủ. Nên họ chưa có nó. chắc là không được. Nên chỉ còn đó là giữa ông Anthony Blinken và bà Susan Rice mà thôi. Và ưu tiên hàng đầu 99.99% là ông Anthony Blinken. Còn bà Susan Rice chắc khoảng chừng 90% thôi. Đó là câu chuyện của nước Mỹ. Ông Joe Biden chọn ai vào trong chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là quan trọng nhất. Có thể là ông Anthony Blinken được chọn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Susan Rice thì chọn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay là Bộ trưởng Bộ Ngân khố. À, nhưng mà những nhân vật đó sẽ là những nhân vật hàng đầu đứng trong các bộ thưa quý vị chọn bộ ngoại giao xong rồi sẽ chọn bộ quốc phòng chọn bộ quốc phòng xong rồi sẽ chọn các bộ khác nên sáng thứ ba của nước mỹ chúng ta hay là chiều thứ ba của nước mỹ chúng ta sẽ biết rõ danh sách ai mà ông joe biden đề cử trong nội các của ông giữa lúc mà tổng thống trump vẫn còn đang quyết tâm quyết tâm là lên tới tố cáo pháp viện chuyện của tổng thống trump làm thì tổng thống trump cứ làm chuyện của ông joe biden, biden làm thì họ cứ làm những người như tôi là cung cấp lại thông tin kịp thời đến quý khán thính giả chỉ cung cấp thông tin đến quý khán thính giả và góc nhìn nhận định của tôi về mỗi một chuyện của tổng thống trump tôi nhận định như thế nào của ông Joe Biden tôi nhận định như thế nào và hiện nay tôi nhận định tại sao ông Joe Biden chọn cứ thường là chọn ông Anthony Blinken làm bộ trưởng bộ ngoại giao là như vậy chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi với tôi tối ngày 22 tháng 11 của tôi và hẹn gặp quý vị trong chương trình sau